Hello, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của HD Radio. Mình là Phúc. Ngày hôm nay thì mình sẽ đem tới một video nữa giới thiệu về một chiếc loa đến từ thương hiệu Arknot với tên model sản phẩm là Arknot CS550SR. Đây là một model mới ra mắt của nhà Arknot thay thế cho phiên bản tiền nhiệm CS550. Và để biết chiếc loa này có những ưu và nhược điểm gì khác biệt hoàn toàn so với chiếc CS550 thì xin mời các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay của mình nhé. Và ngay cạnh mình đây đó chính là chiếc CS550SR. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi qua sơ qua và thiết kế của em loa đó nhé. Đầu tiên là phần thiết kế thì loa thì sở hữu cho mình kiểu dáng hình khối thì khá là to lớn với kích thước rộng cao sâu lần lượt là 46,5cm, 51cm và 26cm. Tuy nhiên thì loa được trang bị như vậy, thế đây trang bị một quai nắm này, giúp chúng ta có thể mang và di chuyển loa từ vị trí này đến vị trí khác. Cũng giống như thế hệ tiền nhiệm thì Arknot CS550SR thì có thùng loa thì được làm từ gỗ MDF rất là chắc chắn. Phía bên ngoài thì được bọc bởi một lớp nhựa giả da màu đen cao cấp, mang đến sự tinh tế và một vẻ đẹp thẩm mỹ khá là tốt. Còn ở mặt phía trước của loa CS550SR như bạn thể thấy ở đây, đó chính là một lớp e căng là bằng vải rất là đẹp và một phần logo thương hiệu Cabisbook để giúp chúng ta có thể nhận biết đây là thương hiệu đến từ Arknot. Như vậy thế đây là mặt phía trên của loa. Ở đây thì hãng thiết kế cho mình phần quay sách, chúng ta phải di chuyển loa một cách dễ dàng này. Tiếp theo nữa đây là phần bảng hiệu chỉnh của loa. Phần hiệu chỉnh chính thì được hãng thiết kế mạ đồng khá là bắt mắt. Tiếp theo nữa là các phần núm hiệu chỉnh ở đây. Như bạn thể thấy đây thì chúng ta sẽ có một phần nút chuyển đầu vào này, nút bật và tắt các cái khả năng tăng bass boost và chức năng chống hú, feedback của loa này. Và đây là các cái núm hiệu chỉnh của mic này. Đó, như bạn thấy đây, âm lượng của mic 1, mic 2 này, phần hiệu chỉnh bass trap của tiếng mic, phần hiệu chỉnh đây là phần hiệu chỉnh của tiếng echo reverb này. So với phiên bản tiền nhiệm CS550 thì phiên bản CS550SR này trang bị cho mình một phần hiệu chỉnh reverb riêng ở phía ngoài này. Đây, một núm hiệu chỉnh này chúng ta tăng giảm tùy vào cái giọng hát chúng ta. Còn bên này vẫn là các cái phần hiệu chỉnh của nhạc, của guitar thôi. Đây sẽ gồm có âm lượng bass trap của nhạc này và volume tổng volume của nhạc. Và một núm volume master giúp chúng ta có thể hiệu chỉnh phần âm lượng của tiếng mic và tiếng nhạc qua phần master này. Tiếp đến sẽ là hệ thống củ loa của dòng CS550SR này thì sao? Như bạn thấy ở đây thì mình đã tháo bỏ lớp e căng ra để cho các bạn thể quan sát trực quan hơn. Thì loa như hãng thiết công bố thì trang bị cho mình là 4 củ loa toàn dải. Đó, có đường kính là 16,5cm và 6 loa tweeter như bạn thấy ở đây. Điều này thì giúp cho âm thanh trở nên sống động hơn và chất bass thì trở nên căng và đầy đặn hơn. Loa thì trang bị cho mình mạch công suất khuếch đại là 300W ở công suất RMS và công suất VMVO có thể lên tới 1200W. Đó. Tiếp theo nữa là loa thì cũng trang bị cho mình một cặp micro tần số UHF giúp chúng ta có thể karaoke một cách dễ dàng hơn. Micro này thì được làm từ vỏ nhôm chắc chắn giúp người dùng cầm có cảm giác rất là chắc tay. Và riêng micro thì cũng trang bị cho mình là công chức năng là chống hú di tần, một chức năng chống hú bằng tần số chứ không ảnh hưởng tới chất âm của tiếng mic, giúp người hát có thể ca một cách nhẹ nhàng và tốt hơn. Tiếp đến về phần ứng dụng của công nghệ của chiếc loa CS550SR thì sao? Loa thì vẫn được tích hợp cho mình một ứng dụng karaoke của nhà Arknot, giúp chúng ta các bạn có thể hát karaoke trực tiếp trên loa qua ứng dụng này của nhà Arknot. Còn về phần công nghệ mới của loa thì như các cái dòng mới ra mắt hiện nay ấy, thì loa tích hợp cho mình công nghệ ghép nối hai loa với nhau. Khi chúng ta có hai chiếc CS550SR, chúng ta có thể ghép nối với nhau để tạo ra hiệu ứng ghép vai khi hát karaoke với mức công suất gấp đôi, giúp người dùng có thể hát âm thanh karaoke thật là sống động. Ở hai phía hông thì nhà hãng thiết kế cho chúng ta hai phần quay sách, giúp chúng ta có thể xách loa để di chuyển ngoài trời. Với trọng lượng 27kg thì mình nghĩ chắc hai người xách chiếc loa này mới được. Còn về phía sau của loa thì cũng như các cái dòng loa tiền nhiệm phía trước ấy, thì như bạn thấy ở đây thì chúng ta sẽ có một phần công tắc bật nguồn này, các cái phần cổng kết nối dành cho loa như cắm thêm mic này, cắm thêm guitar này, jack 3.5 out và in này, và một cổng kết nối cổng quang học cho ra kết nối lấy âm thanh trên TV xuống, và một phần cắm cổng USB chúng ta có thể đọc nhạc ở định dạng MP3 cho USB chúng ta nhé. Còn đây đó chính là
các cái phần như là phần model sản phẩm này, thương hiệu Arnold này, series này. Đó, phía bên cạnh thì chúng ta có thể thấy là cổng sạc 12V. Và ở đây thì chúng ta sẽ có 3 vạch báo pin, đó là báo pin loud, mid và full. Ở phía dưới sẽ có tổng đài hỗ trợ của bên Arnold đó, và một cổng sạc dành cho loa. Loa thì cũng trang bị cho mình là hai cổng thông hơi này, giúp âm bass chúng ta đầy đặn hơn. Và ở đây thì các bạn có thể thấy ở đây đó chính là cái phần trang bị cái ắc quy điện dành cho cái chiếc loa này. Như nhà hát công bố thì bình điện thì sẽ sử dụng được cho vòng từ khoảng tầm từ 5 cho đến 7 tiếng sử dụng liên tục, tùy vào mức âm lượng cũng như là mức các cái thể loại nhạc các bạn nghe. Và như hãng công bố và khuyến cáo người dùng ấy, thì sẽ sạc đầy từ trong vòng từ 8 tới 10 tiếng, hoặc là khuyến khích khách hàng sạc qua đêm. Còn nếu các bạn muốn sử dụng một công suất ổn định thì các bạn có thể hoàn toàn vừa cắm sạc vừa sử dụng. Đó. Và vừa rồi thì mình vừa giới thiệu một số thông số cơ bản của chiếc loa CS500SR giới cho các bạn. Còn để biết chất âm của em nó ra sao và hát karaoke trên em nó như thế nào ấy, thì bây giờ mình sẽ test thử một bài nhạc và hát thử một bài karaoke để các bạn có đánh giá khách quan hơn. Tại mẫu CS500SR này đang có giá bán tại HD Zero là 8.690.000. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này thì có thể ghé thăm 8 showroom của HD Zero tại Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh để trực tiếp trải nghiệm em nó. Bên mình thì đang có rất nhiều các phương thức thanh toán như là chuyển khoản này, trả góp này, thanh toán tiền mặt này, đặc biệt là các ưu đãi liên quan tới trả góp lãi suất 0%. Và nếu mà các bạn có thể mua hàng online thì gọi tới hotline 1800042 để tư vấn mua hàng. Và bây giờ nếu cảm thấy video mình hay, hãy để lại cho mình một like, một subscribe để kênh YouTube của HD càng ngày càng phát triển. Xin chào các bạn ở những video lần sau. HD Radio, nâng tầm giá trị giải trí.